Cho tất cả các bạn và các em cái đề bộ 10 đề 8 điểm, đề số 04 ạ. Bộ này thì nó rất là quan trọng và nó rất là hay, nên là rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em là cùng comment đáp án thật nhiệt tình để mình có thể ăn được chặt điểm 8 điểm trong cái đề thi này nhá. Nào, mình bắt đầu ạ. Câu 41 ạ. Câu 41, số nguyên tử carbon ở trong phân tử anilin. Số nguyên tử carbon ở trong phân tử alanin ạ. Thầy đọc nhầm. Alanin. Alanin thì mình phải vẽ thế này đúng không? C C C O O H NH2. Và như vậy thì mình đếm được là alanin có mấy nguyên tử carbon các em? Dễ nhỉ? Các bạn đếm được qua bao nhiêu? Ok ạ, mấy ạ? 1 2 3. 3 nguyên tử đáp carbon, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Ok, chính xác. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi những cái buổi livestream của thầy. Cái việc mà các em chia sẻ lại buổi học cũng như là comment đáp án thật là nhiệt tình, nó thay như là một lời động viên cũng như là cung cấp cho thầy thêm rất nhiều sức lực để thầy có thể soạn ra những cái đề tuyệt thay và có những cái buổi mà livestream chữa đề cực chất dành cho các bạn và các em. Nên là rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ cũng như là comment cũng như là tag tất cả các bạn và các em vào đây ạ. Câu 42 ạ. Trong phân tử glyala valine lysine thì amino acid đầu C là. Bọn này thì amino acid đầu C là gì? Nó có đầu C và nó có đầu N. Vậy đầu C của nó là đâu? Đây là đầu N này, H2N này. Còn đây là đầu C này, COOH này. Đúng không ạ? NHCO đấy. Có phải không? Có phải đây đầu N, đây đầu C không ạ? Thế vậy thì câu 42 đáp án gì ạ? Câu 42 đáp án gì ạ? Đấy, nhiều đứa bị nhầm lắm, nhiều đứa bị nhầm. Đâu là đầu C ạ? Đâu là đầu N? Đâu là đầu C, đâu là đầu N? Đấy, thấy không? Nào, đâu là đầu C, đâu là đầu N? Đây đang tranh cãi nhau, đứa thì bảo đầu C là gly. Đứa thì bảo đầu C là lysine. Căng chưa? Căng chưa các em? Nào, vậy bây giờ ai mới là người trả lời đúng ở đây? Ai mới là người trả lời đúng? Đâu là đầu C và đâu là đầu N? Với câu số 42 ngay ở câu đầu tiên này. Ngay ở câu đầu tiên này thôi nhá. Chúng ta đã thấy có rất nhiều bạn có vấn đề. Và đầu C của chúng ta là đầu gì? Đây ạ, lysine các em nhá. Chúc mừng tất cả các bạn đã comment và chọn đáp án C. Lysine là đầu C. Ok chưa? Đấy các bạn thấy nhá. Những bạn nào sai nhớ share lại buổi học này nhá. Và tag những cái đứa bạn mà em nghĩ là nó cũng có thể sai như em vào đây. Bởi vì chỗ này sai nhiều lắm nhá. Sai ngu, cái này gọi là sai ngu. Phát biểu nào sau đây là sai? Câu số 43. Phát biểu nào sau đây là sai? Nước vôi trong là dung dịch CO2 lần. Chính xác. Nicotine có nhiều trong thuốc lá có thể gây ung thư phổi. Chính xác. Than hoạt tính có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong khẩu trang y tế và mặt nạ phòng độc. Đúng. SO2 là tác nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính. Cái này sai. CO2 mới gọi là tác nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính, chứ SO2 không phải. 44 ạ. 44 các bạn chọn đáp án gì ạ? Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với HCl mà vừa tác dụng được với dung dịch ArgNO3? Nào, 44 ạ. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với HCl mà lại vừa tác dụng được với dung dịch ArgNO3? Câu này rất hay luôn. Câu này rất hay luôn. Thế giờ ta phải nhớ lại là cái điều kiện nào để các kim loại tác dụng được với HCl. Thì để các kim loại phải đứng tác dụng HCl thì khi và chỉ khi các kim loại đấy nó phải đứng trước hydro trong dãy điện hóa. Đúng chưa? Vậy là bỏ ngay thủy ngân. Đúng chưa? Bỏ ngay đồng. Bọn này không đứng trước hydro trong dãy điện hóa. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt, đúng không? Thế bây giờ lại còn tác dụng với ArgNO3. ArgNO3 thì mình bỏ thằng nào? Thằng COO là không tác dụng được với ArgNO3. Vậy mình chỉ còn một đáp án duy nhất, đấy là đáp án A. Fe này, niken này, thiếc này. Vậy 44 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A đấy, các em thấy không? Các bạn comment mạnh mẽ xem nào. 45, saccharose là một disaccharis có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức của saccharose là C12H22O11, đúng các bạn. C12H22O11, đáp án đúng đáp án B. Câu 46.
Ethyl propionate có mùi thơm của quả dứa, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp. Công thức ethyl propionate đây. Ethyl mình viết được ethyl propionate C2. Công thức của nó là C2H5 COO C2H5. Thì nó được tạo bởi từ C2H5 COOH cộng với C2H5OH. Được chưa? Mũi tên hai chiều H cộng. Ok nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? Đấy. Đi từ C5COH và CH5OH. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 47. Loại polymer nào sau đây không chứa nguyên tố nitơ trong mạch polymer? Khó đấy. Câu này cũng căng đúng không các bạn? Các bạn định chọn đáp án gì ở câu này? 47 này. Cứ động đến, có một số bạn là cứ động đến polymer kinh. Động đến polymer là sợ. Đúng không? Thế bây giờ để thầy Minh hóa giải cho việc sợ sệt đấy dành cho các em nhá. Những bạn nào sợ này, những bạn nào sợ này, những bạn nào sợ thả tim ngay, thả tim ngay. Thả tim ngay để còn biết là thầy Minh đang độ mà. Loại polymer nào sau đây không chứa nitơ trong mạch polymer? Ni lông 6,6 là chắc chắn có nitơ rồi, bởi vì nó tạo bởi từ axit adipic và hexamethylendiamin. Protein là chắc chắn có nitơ rồi, đúng không? Tơ ô lông là chắc chắn có nitơ, chỉ có tơ lapsan thôi là tơ polyester, được tạo bởi từ ethylene glycol và axit terephthalic, nên chỉ có D là không chứa nguyên tố nitơ trong mạch polymer. Các bạn nhớ nhá. Đấy, 48 ạ. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH? Thế thì mình phải hiểu là để phản ứng với dung dịch NaOH thì nó cần những cái gì? Hoặc là có nhóm COH nhá, hoặc là có nhóm COH, hoặc là có nhóm este, hoặc là có nhóm gì nữa, hoặc là có liên kết NHCO. Được chưa? Thì nó tác dụng được với NaOH nhá. Vậy ở đây mình có này, alanin là CCCOOH NH2, vậy thì tác dụng chặt luôn. Gliala có liên kết NHCO, chắc chắn tác dụng chặt luôn. Metinamin CH3NH2 không tác dụng. Ethyl formate HCOO C2H5 có tác dụng. Vậy ở đây chất không phản ứng với NaOH là metinamin. Các bạn nhớ nhá. Ok. Chính xác. Câu 49. Câu 49 ạ. À. Câu 49 là một câu cũng dễ lừa lắm. Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp các oxit gồm Al2O3 này, CuO này, Mg này, O này, đun nóng ở nhiệt độ cao đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu hợp chất rắn gồm gì? Thế thì chỗ đoạn này chúng ta phải nhớ một tí. Đó là CO nó chỉ khử được các oxit của bọn kim loại nào các em nhỉ? CO nó chỉ khử được các oxit của bọn kim loại nào? Các bạn có nhớ không? Các bạn thử comment cho thầy xem nào. CO nó chỉ khử được oxit của kim loại nào? À, CO ấy nó chỉ khử được các oxit của kim loại đứng đằng sau nhôm thôi. Vậy là Al2O3 nó không khử được, MgO nó không khử được. Vậy chất rắn chúng ta sẽ còn Al2O3 giữ nguyên này, CuO thì biến thành Cu này, MgO giữ nguyên MgO này. Đấy, Al2O3 này, Cu này và MgO. Vậy đáp án đúng của chúng ta câu 49 nó phải là đáp án B các bạn nhé. B bỏ. 50. Nước cứng là nước chứa nhiều ion nào? Anh em còn nhớ về nước cứng không? Nước cứng là cái câu mà năm nào cũng thi nhá. Năm nào cũng thi. Định nghĩa về nước cứng là cái nước mà chứa nhiều cation, canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Còn nước mềm được định nghĩa là cái nước mà chứa ít canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Nhớ chưa? Đấy, vậy nước cứng chứa nhiều ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 51. Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là? Số đồng phân este có công thức phân tử là C3H6O2 là? Đấy, C3H6O2 thì bây giờ sử dụng cái chiêu của thầy đúng không? R1 cộng R2 bằng 2, 0 cộng 2, 1 cộng 1, 0, 1, 2 đều chỉ có 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Vậy số đồng phân este có là 2. C nhá. 51 đáp án C.
để điều chế kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ thì người ta dùng phương pháp nào? Thì để điều chế kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ thì người ta chỉ có một phương pháp duy nhất thôi, đấy là phương pháp điện phân nóng chảy. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 53. Trong y học, được chưa? Trong y học, được chưa? Trong y học, glucose có là biệt dược, có tên gọi là gì? Úi rồi ôi, câu này mới toang này. Câu này mới toang chặt. Thề luôn. Câu này các bạn chọn đáp án gì? Câu này mà nhiều bạn không học thế mình cũng khéo không biết. Trong y học, glucose là biệt dược, có tên gọi là gì? Gì ạ? Huyết thanh ngọt các bạn nhé. Nó còn có tên gọi là huyết thanh ngọt. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án D, huyết thanh ngọt. Câu 54 ạ. Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quý tím? Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quý tím? Anilin là C6H5NH2. Thì anh này chắc chắn không làm đổi màu quý rồi. Anilin là không làm đổi màu quý mà. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 55 là nhiều bạn sai này. Ở nhiệt độ thường kim loại natri phản ứng với nước và thu được sản phẩm là. Ở nhiệt độ thường mình có natri. Cái này nhiều bạn học lớp thấy cũng sai nhé. Phản ứng với nước nó tạo thành gì ạ? Natri hydroxit cộng với lại 1/2H2. Vậy là NaOH và H2 nhé các em nhé. Nhiều đứa chọn là Na2O và H2 toang luôn. Nhỏ lắm nhỉ. Câu 56 ạ. 56 là một cái câu về chất béo. 56 là một câu về chất béo. Con người là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng đáng kể cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra một lượng lớn chất béo thì còn được dùng để trong công nghiệp để sản xuất. Được chưa? Vậy cái gì ạ? Một lượng lớn chất béo được dùng trong công nghiệp để sản xuất. Thế cái câu này nó hỏi cái gì? À chắc là đây là thủy phân chất béo à? Thì thu được gì à? Thế nghĩ vậy nhỉ? Thủy phân chất béo. Thêm câu hỏi. Thủy phân chất béo thì thu được gì? Đúng không ạ? Thì thủy phân chất béo thì chắc chắn mình sẽ thu được là gì ạ? Xà phòng và glycerol, đúng không các bạn? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhé. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Câu 57 ạ. Cho các dãy chuyển hóa sau, công thức của X là. 57 ạ. Cho dãy chuyển hóa sau, công thức của X là. X cộng với CO2 cộng với nước tạo thành Y. X cộng với CO2 cộng với nước tạo thành Y. Vậy ở đây mình có, xem nào, anh ấy định nào. NaHCO3 không cộng được thêm CO2 nữa đâu, nên bỏ qua nhá. Na2CO3 cộng với CO2 cộng với nước thì tạo thành NaHCO3. NaHCO3 cộng NaOH thì lại tạo thành Na2CO3. Đây ạ, Na2CO3 cộng CO2 cộng nước tạo thành NaHCO3. NaHCO3 cộng với NaOH để tạo thành Na2CO3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 58. Câu 58. Đốt cháy hoàn toàn M gam amin X. Nhớ cho thầy này, công thức này amin no hai chức. CnH2n cộng 4n. Đốt cháy nó thì thu được CO2 H2O N2. Số mol N2 bằng 1,12 chia 2,4 bằng 0,05. Vậy 0,05 mol nitơ, vậy mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Mình sẽ có là số mol nitơ của X trong X thì chính bằng 2 lần số mol N2. Sorry ạ, đây là amino 2 chức. Thì phải là 2 lần số mol nitơ và bằng 0,05. Vậy mặt khác mình sẽ có số mol nitơ trong X thì lại chính bằng số mol HCl phản ứng. Đúng chưa ạ? Vậy nó sẽ bằng là 0,05 nhân 2. Đúng chưa? Đây là số mol N2 trong X thì chuẩn hơn. Được chưa? Nên là số mol N2 trong X chính bằng số mol N2 và số mol của X nó chính bằng là 0,05. Vậy số mol nitơ trong X nó bằng là 0,1. Suy ra số mol HCl phản ứng là bằng 0,1 mol, nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. 0,1 mol. Các bạn nhớ chưa? Nhớ kỹ chưa? Đấy, những câu này rất là dễ thôi, những câu này rất là đơn giản thôi, nhưng mà các bạn rất dễ sai ở những câu này.
Nên là thầy rất là mong muốn rằng là tất cả các bạn đã và đang theo dõi cái buổi học ngày hôm nay, hãy cùng nhau, cùng chung tay comment đáp án xuống phía dưới và cùng tag tất cả các bạn của các em rất dễ sai ở những câu này vào đây nhá. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em cùng chia sẻ lại buổi học và tag giúp thầy tất cả các bạn vào đây. Câu 59, phát biểu nào sau đây là đúng? PE được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Chính xác. Tơ cellulose acetate thuộc loại tơ tổng hợp, nó là tơ bán tổng hợp thì đúng hơn. Amylose có cấu trúc mạch phân nhánh là sai, amylose phải là không phân nhánh. Tơ tằm thuộc loại tơ nhân tạo là sai, tơ tằm nó từ nước bọt con tằm nên nó phải là tơ thiên nhiên. Vì vậy nên đúng ở đây chúng ta là A nhá. PE được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Câu số 60. Câu số 60 một câu rất hay. Một câu tính toán rất hay luôn. Cho một hỗn hợp X gồm bari và natri vào 200ml dung dịch Y gồm HCl số mol 0,1 x 0,2 bằng 0,02, CuCl2 số mol bằng 0,1 x 0,2 bằng 0,02. Kết thúc phản ứng thu được 0,448 lít khí, khí ở hydro số mol bằng 0,02 và m gam kết tủa là kết tủa CuH2 lần. Xác định giá trị của m. Đây là một câu thể đánh giá rất là hay và khá nhiều bạn là bị nhầm nhọt ở những cái câu như thế này nên là thầy phải cho ở đây để thầy chữa cho các bạn. D hỗn hợp này vào này, kết thúc phản ứng thu được này, giá trị của m gam kết tủa bằng bao nhiêu? Thu được hydro. Thế thì đầu tiên mình phải tư duy thế này là bari và natri tác dụng với HCl để sinh ra được hydro. Thế mà ở đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro đi, bảo toàn hydro đi. Thì hydro ban đầu nằm trong HCl đúng không? Là có bao nhiêu mol? 0,02. Sau phản ứng hydro nằm trong đầu H2 là bao nhiêu ạ? 0,02 nhân 2. Toàn chưa? Toàn chưa? Vậy nhiều hơn nhỉ? Nhiều hơn rất là nhiều luôn. Vì vậy nên mình tư duy là trong này là H cộng hết và bari và natri tác dụng tiếp tục với nước để tạo thành H2 và OH hai lần. Được chưa? Thế thì dựa vào cái số mol của H2 này thì mình mới biết được nhiều điều. Thì trong cái số mol H2 này bây giờ mình đi bảo toàn thì mình sẽ có là cái thằng H2 này sinh ra ấy, thì nó sẽ gồm là OH trừ, nó tác dụng với lại H cộng và gồm OH trừ chui vào trong thằng CO2 hai lần. Đúng không ạ? Đấy, bảo toàn hydro thì mình sẽ có này, hai lần số mol H2. Hai lần số mol H2 thì chính bằng số mol H cộng cộng với lại số mol OH trừ chính là hai lần số mol CuOH hai lần. Vậy từ đó mình suy ra số mol của CuOH hai lần bằng 0,02 nhân 2 là 0,04 trừ 0,02 bằng 0,02 chia cho 2 bằng 0,01. Vậy mình tìm được giá trị kết tủa của mình bằng 0,01 nhân phân tử khối ạ. 0,01 nhân mở ngoặc đơn 64 cộng 17 nhân 2 bằng 0,98 gam. 0,98 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các bạn nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok ạ. Câu số 61. Câu số 61. Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm nhôm và sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí là khí hydro, số mol là 10,08 chia 2,4. Số mol là 10,08 chia 2,4 thì bằng bao nhiêu? 10,08 chia 22,4 bằng 0,45 mol. Đặt số mol nhôm là A, số mol sắt là B, mình sẽ có hệ phương trình đầu tiên là về khối lượng 27A cộng với 56B thì bằng 13,8. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn E. Nhôm 0 sẽ lên nhôm dương 3. Sắt 0 do tác dụng H2 bốn loãng chỉ lên sắt dương 2 thì bằng hydro dương 1 và hydro 0, 2 nhân 0,45. Đến đây mình tìm được A và tìm được B. 27 bằng 56 bằng 13,8 bằng 3 bằng 2 bằng 2 nhân 0,45 bằng A bằng 0,2.
B bằng 0,15. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được phần trăm khối lượng của nhôm các em nhé. Phần trăm khối lượng của nhôm nó sẽ bằng là 0,2 nhân với là 27 chia cho tổng khối lượng là 13,8. Được bao nhiêu nhân 100%? Bằng ạ. 0,2 ạ nhân 27 chia 13,8 bằng 100%. 39,13%. 39,13%. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây nó là đáp án A các bạn nhé. Đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án A. Câu số 62 ạ. Cho từ từ đến dư kim loại X vào dung dịch FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp kim loại sắt và X dư. X mà cộng với lại FeCl3 mà đẩy ra được sắt và X dư. Vậy kim loại X đấy nó phải mạnh hơn sắt. Kim loại X đấy mạnh hơn sắt, natri mạnh hơn sắt nhưng natri tác dụng với nước trước. Đúng chưa? Đồng yếu hơn sắt, sắt thì chẳng bao giờ sắt tác dụng với sắt 3 nhưng không thể xảy ra sắt và kim loại X dư được. Vậy đây chỉ có anh magie thôi. Magie dư thì vào tác dụng với FeCl3 đầu tiên tạo thành FeCl2. Sau đó magie dư tiếp tác dụng FeCl2 tạo thành Fe. Được chưa? Úi giời, câu 63 câu đếm. Anh em thử comment xem câu 63 đáp án gì. Câu này không đếm mới thú vị này. Nghe thấy nói rằng là các bạn sợ câu đếm thì vừa hợp lý là thầy lại ngồi ở đây nhỉ. Thánh lý thuyết ngồi ở đây rồi thì còn sợ gì nữa. Nào, ý A đúng hay sai ạ? 63 ý A đúng hay sai? Trong dung dịch glucose tồn tại ở cả dạng mạch mở hở và mạch vòng. À, cái này đúng chứ. Bạn nào quên, bạn nào có thể mở sách ra. Trong phân tử xác, hai gốc monosaccharide liên kết với nhau qua nguyên tử oxy. Đúng. Xác có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Đúng tiếp. Dung dịch xác, glu đều phản ứng với CO2 hai lần ở nhiệt độ thường. Đúng tiếp. Vậy ở đây chúng ta có tận 4 phát biểu đúng nhá. Vì vậy nên 63 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. 64. Lại một câu đếm nữa. Các bạn chọn 64 đáp án gì ạ? Thấy không? Học thầy chỉ suốt ngày ôn lý thuyết đếm điếc các kiểu thôi. Nhưng mà như thế thì điểm nó mới cao nhá. Mấy lần đi thi nó mới trúng tủ. Hiểu không ạ? Đấy, vì vậy nên là các bạn cố gắng lên nhá. Một lần sai là một lần nhớ nhá. Một lần comment là một lần mình thành công. Được chưa? Các bạn cố gắng chiến đấu nhá để chiến thắng. Được chưa? Nào, câu 64. Thế A đúng hay sai ạ? Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Sai, nitron là phải trùng hợp. Đúng không? Ở điều kiện thường, alanin là chất rắn. Chính xác. Ở điều kiện thích hợp, Ở điều kiện thích hợp, tripalmitin tham gia phản ứng cộng hydro là sai. Tripalmitin mà. Pan là no. Thủy phân xác trong môi trường kiềm. Xác không thủy phân trong môi trường kiềm. Xác thủy phân trong môi trường acid. Vậy ở đây là gì? Một nhận định đúng thôi. 64 A thôi các bạn nhé. Một nhận định đúng thôi. Kinh chưa? Sợ chưa? Câu 65. Số dung dịch phản ứng được với CO2 hai lần ở nhiệt độ thường. Số dung dịch phản ứng được với CO2 hai lần ở nhiệt độ thường. Những dung dịch nào tác dụng được với CO2 hai lần ở nhiệt độ thường? Acid được. Ancol nhưng nó phải là đa kề được. Glucose được, anumin được, lòng trứng trứng được. Vậy tổng cộng có mấy ạ? Cả 4 nhá. Đáp án đúng đáp án B. Câu 66. Cho các nhận định sau. Số nhận định đúng là cho hydro dư đi qua Fe2O3 và CuO thì mình thu được sắt và đồng, chính xác. Kim loại natri khử được đồng hay cộng? Natri chẳng bao giờ khử được đồng. Những kim loại có dẫn điện tốt thì cũng dẫn điện tốt, chính xác. Chrome là kim loại cứng nhất trong các kim loại, chính xác. Chrome là cứng bằng 9. Vậy mình tổng cộng có 3 nhận định đúng. Dễ. Câu 67. Nào, 67 các bạn chọn đáp án gì ạ? 67. 8,9 gram alanin. Ala phân tử khối là 89. Thế mà ở đây đề bài cho là 8,9 gram. Vậy mình tìm được số mol của nó là bằng 0,1. Tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH
0,2 thu được chất rắn thì nó gồm ala bỏ 1 hydro cộng 1 natri. Bảo toàn ala anh này là 0,1. Vậy mình nhìn thấy là Na mắt còn dư 0,2 trừ 0,1 bằng 0,1. Và đây chính là khối lượng chất rắn bằng 0,1 nhân với ala là 89 cộng trừ 1 cộng 23 là cộng 22 cộng với 0,1 nhân phân tử khối của Na mắt là 40. 15,1. 15,1, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Các bạn rất hay bị nhầm cái chỗ anh Na mắt dư nhá. Thế nên là thầy chữa câu này để cho các bạn không bao giờ bị sai nữa, nhớ chưa? Nhớ chưa? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cũng như là ủng hộ cũng như là comment đáp án, chia sẻ buổi học này lại về Tường. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là buổi học free. Thank you cả nhà rất nhiều. Câu 68. Câu 68. Khi thủy phân phenylacetat CH3COO C6H5 trong NaOH dư thì sản phẩm thu được những gì? Thì đầu tiên là thủy phân trong môi trường kiềm thì nó phải là phản ứng gì đã? Thủy phân trong môi trường kiềm thì đầu tiên nó phải là phản ứng hoàn toàn à? Đúng không? Đầu tiên thủy phân trong môi trường kiềm nó phản ứng hoàn toàn. Thì thủy phân trong NaOH dư thì mình sẽ đun nóng thì mình sẽ thu được là CH3COO Na, C6H5ONa và H2O. Đấy, vậy sản phẩm là gì ạ? CH3CONa và C6H5ONa. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu 69 ạ. 69 này là một câu khó nhỉ. 0,3 mol hỗn hợp gồm propylene C6H6, 2 amino đồng đẳng kế tiếp CN H2N cộng 3N đốt cháy oxy dư thì thu được hỗn hợp gồm CO2 N2 và H2O. Mình tìm được số mol CO2 bằng 16,8 chia 22,4 bằng 0,75. Số mol của nitơ bằng 2,016 chia 22,4 bằng 0,09. Số mol của nước 16,74 chia 18 bằng 0,93. Đây, N này thì biết. Vậy ở đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ nhá. Mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ, mình tìm được số mol của amino mạch hở đồng đẳng kế tiếp. À, đây là amino mạch hở, mình giả sử đây là bậc 1 nhưng khả năng cao vào bậc 2 rồi. Thì anh này là 0,09 nhân 2 bằng 0,18. Và mình có là N nước trừ NCO2 chia 1,5 thì bằng N của amin. Vậy nó bằng là 0,93 trừ 0,07 bằng chia 1,5 bằng 0,57333. 0,93 trừ đi 0,75 cơ mà, bằng chia cho 1,5 bằng 0,12. Sai chưa? Đây amin 0,18 rồi. Vậy là sai nhá. Vậy là mình sang cái trường hợp số 2 là gì ạ? Propylene và C amin 2 chức NH2N cộng 4N2 thì mình vẫn có là số mol N2 bằng số mol amin 0,09. Nhưng riêng anh này mình có là N nước trừ NCO2 chia cho 2 thì bằng N amin. Xem có đúng nhỉ? 0,93 trừ đi 0,75 bằng chia 2 bằng 0,09. Vậy đúng rồi. Chính xác là amin 2 trước rồi. Khối lượng của amin có khối lượng mol nhỏ hơn. Vậy ở đây bây giờ mình đi tìm được anh này rồi, tìm được số mol của anh amin rồi. Nhưng mà ở đây mình còn chưa biết, à đây tổng số mol là 0,3 mol. Mà anh này là 0,09 rồi, chỉ chỗ này còn 0,21. Đến đây mình đi bảo toàn carbon. 3 nhân 0,21 cộng với N nhân 0,09 thì bằng ạ, carbon ạ, đây 0,75.
Đến đây mình tìm được n trung bình bằng 3 nhân 0,21 bằng này 0,75 trừ n bằng này chia 0,09 bằng này 1,333. Mà đề bài nói rằng hai amin này đồng đẳng kế tiếp. Đúng không ạ? Hai amin đồng đẳng kế tiếp. Vậy suy ra một anh là CH2 NH2 hai lần, một anh là C2 H4 NH2 hai lần. Đặt anh này là x, đặt anh này là y. Thì mình sẽ có hệ phương trình ấy. X cộng y bằng 0,09. Phương trình thứ hai là bảo toàn carbon. 3 nhân 0,21 cộng với x cộng với 2y thì bằng 0,75. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được x và y. Đến đây mình tìm được x và y. 1 bằng 1 bằng 0,09 bằng 1 bằng 2 bằng 0,75 trừ 3 nhân 0,21 bằng. Đây ạ. X bằng 0,06. Y bằng 0,03. X bằng 0,06, y bằng 0,03. Khối lượng của amin có khối lượng mol phân tử nhỏ hơn. Đấy, nhỏ hơn anh này. X bằng 0,06. 0,06 nhân phân tử khối ạ. 0,06 nhân phân tử khối ạ. 0,06 nhân phân tử khối là 14 cộng 16 nhân 2 bằng 32,84 gam. Ô sao to nhỉ? 0, a chỗ này thì nhân là 0,06 nhân với lại lỗi. Mà ngọc đơn bằng 2,76 gam ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, 2,76 nha. Câu 70 ạ. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là tetrametilen 1,4 diamin là amin bậc 2. Sai, nó là amin bậc 1. Chỉ dùng quỳ tím để nhận biết 3 dung dịch. Valin không quỳ đổi màu. Anh này làm quỳ chuyển màu xanh, axit glu còn quỳ chuyển màu đỏ, đúng. Hydro hóa hoàn toàn triolin thu được tristearin chứ không phải panitin. Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng, đúng. Cellulose trinitrat là được là dùng làm thuốc súng không khói, đúng. 3 phát biểu đúng. Câu 71. Polymer nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo? Thì nó chỉ có thể là polyethylene mà thôi. Câu 72. Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi, màu trắng, không thể phân, không thể xác được. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Không xoắn thì không thể amylopectin. Vậy X chỉ có thể là C, cellulose. 73. Chất X có công thức cấu tạo, tên gọi của nó là metin acetat. Đáp án đúng đáp án A. 74. Thủy phân tristearin trong dịch NaOH thì công thức của tristearin là C17H35COO, tất cả 3 lần C3H5. Trong dịch NaOH thì thu được glycerol và muối, X là C17H35COONa. Đáp án đúng là đáp án D. Rất dễ. 75 ạ. Trong số các kim loại sau, kim loại nào có tính khử mạnh nhất? Thì theo dãy điện hóa đi ạ. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Vậy nó phải là anh nào? Natri. Câu 76. Lên men mở gam tinh bột C6H10O5, vứt cái N đi, thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra 2 lần thằng CO2, tác dụng với BaOH 2 lần dư, thì mình thu được kết tủa BaCO3. Số mol kết tủa bằng 108,35 chia cho 197, 0,55 mol. Do BaOH 2 lần dư nên số mol CO2 cũng bằng 0,55. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol tinh bột 0,55 nhân 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia. Vậy hoàn toàn mình tìm được giá trị của M. 0,55 chia 2 chia 0,81 bằng nhân 162 bằng 55 gam ạ. 55 gam phải đáp án đúng là đáp án gì? Dễ quá còn gì nữa các em. Câu 77 ạ. Kim loại nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?
Nhôm tan trong NaOH, tan trong HCl, tan trong H là bốn loãng nguội, chỉ thụ động trong HNO3 đặc nguội, có nghĩa là không tan trong HNO3 đặc nguội mà thôi. Câu 78. 2,24 gam bột sắt số mol 2,24 chia 56 0,04 vào 200ml dung dịch đồng 2 cộng 0,05 nhân 0,2 0,01. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, sắt dương 2 đồng 0 thì sẽ tính thẳng hết 0,01 0,01 0,01 0,01. Vậy sắt còn dư 0,03, đồng là 0,01. Vậy mình có khối lượng chất rắn chính bằng khối lượng của sắt dư cộng với lại khối lượng của đồng. Khối lượng sắt dư là 0,03 nhân 56, khối lượng của đồng 0,01 nhân 64 bằng 0,03 nhân 56 cộng 0,01 nhân 64, 2,32 gam. B bỏ, 2,32 gam. Câu 79, phản ứng nào sau đây là phản ứng cộng? Anh này là este hóa này, anh này là axit bazơ này, anh này là thế này, cộng đấy. CH3CHCl. D. Câu cuối cùng của ngày hôm nay, câu 80. Cặp dung dịch nào mà phản ứng với nhau tạo ra kết tủa? Anh này có phản ứng nhưng không kết tủa, anh này có phản ứng nhưng không kết tủa, anh này có phản ứng nhưng không kết tủa, và chỉ có hai anh này phản ứng với nhau tạo thành kết tủa BaCO3 cộng 2NaCl mà thôi. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Ok ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi những cái chuỗi live stream và chuỗi chữa bài tập của thầy liên tục hơn 15 ngày hôm nay. Sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn, sự chia sẻ của các bạn, nó chính là nguồn động lực không hề nhỏ để thầy có thể có những cái buổi mà cháy hết mình cùng các em như hôm nay.